Từ trước đến nay, lĩnh vực kế toán kiểm toán Việt Nam vẫn được nhiều chuyên gia nhận định là chưa đáp ứng theo thông lệ quốc tế cũng như chưa có được sự quan tâm đúng mực từ phía cơ quan chức năng. Vì vậy, việc có những định hướng dành cho lĩnh vực này là điều cần được phát huy và thực hiện từ chính những người trong cuộc. Theo bà Phạm Thị Kim Lệ, Chủ tịch Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực kiểm toán Việt Nam so với các quốc gia phát triển khác trên thế giới vẫn còn nhiều khoảng cách. Mặc dù hoạt động này ngày một trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập với quốc tế như hiện nay. Việt Nam hiện nay thì cũng đã hội nhập sâu với nền kinh tế của thế giới. Do đó cho nên là các công cụ để quản trị doanh nghiệp ngày càng cũng thích ứng. Và trong đó cũng là góp phần quan trọng là cái chức năng kiểm toán nội bộ. Đối với tình hình Việt Nam hiện nay thì như chúng ta đã biết là nó cũng còn khá mới mẻ. Mới đây, Trung tâm Đào tạo Smart Train cùng với Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ, gọi tắt là IIA, đã cùng phối hợp cho ra mắt chương trình Đào tạo Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA. Đây là chương trình kiểm toán nội bộ duy nhất tại Việt Nam, và CIA cũng là chứng chỉ duy nhất về kiểm toán nội bộ công chứng. Đội ngũ làm kiểm toán nội bộ Việt Nam hiện nay còn mỏng, thiếu và yếu, trên cả về cái kiến thức chuyên môn lẫn những cái kỹ năng làm việc. Và tôi đánh giá rằng là nhu cầu về đào tạo và kiểm toán nội bộ hiện nay ở Việt Nam rất là lớn. Gần đây thì luật doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có quy định về việc bắt buộc đối với cái vai trò kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần và trong các cái doanh nghiệp nhà nước. Đây cũng là điều khiến cho cái sự quan tâm của kiểm toán nội bộ ngày càng một nâng cao hơn và sẽ có rất là nhiều cái nhu cầu tuyển dụng về kiểm toán nội bộ sẽ được đăng tải trong thời gian tới. Nhiều chuyên gia trong ngành kiểm toán nhận định, với những nỗ lực từ đơn vị tổ chức để đưa kiến thức, chứng chỉ quốc tế mới về kiểm toán đến với Việt Nam, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành kiểm toán nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung.